Chào các bạn đang xem video hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện mang tên Căn nhà của linh hồn đáng sợ. Một ngôi nhà cổ kính đứng giữa một khu rừng sâu, nơi mọi người đều tránh xa vì tin đồn về những âm thanh kỳ lạ và bí ẩn. Những tiếng động ghê rợn xuất hiện mỗi khi đêm buông xuống, làm rung chuyển không khí yên bình của khu vực. Nhà của gia đình Johnson, một gia đình gồm bố mẹ và cô con gái nhỏ, lại đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người vì bí ẩn đằng sau những âm thanh kỳ lạ. Mỗi đêm, khi bóng tối tràn ngập, những tiếng kêu lạ thường xuyên vang lên từ các góc phòng, khiến cho cả gia đình Johnson đều rơi vào trạng thái hoảng sợ và bất lực. Ban đầu, họ cho rằng đó chỉ là những tiếng creaking của nhà cũ, nhưng dần dần, những tiếng kêu trở nên rõ ràng và kỳ quái hơn. Có lúc, những tiếng vọng lên như tiếng ai đó đang vội vàng di chuyển trong nhà, có lúc lại là tiếng rên rỉ đầy kinh hoàng. Gia đình Johnson quyết định điều tra sự việc và họ đã tìm ra bí mật kinh hoàng phía sau những âm thanh đáng sợ. Trong quá khứ, ngôi nhà này đã từng là nơi diễn ra những vụ án mạng tăm tối. Những linh hồn bị giam cầm lại không thể ra đi, và họ lặng lẽ vong mãn dưới mái nhà cổ kính này. Khi đêm buông xuống, những linh hồn đó lại tỉnh giấc và tìm cách gọi đến sự chú ý của những người sống. Gia đình Johnson đã phải đối mặt với những kẻ linh hồn đó và tìm cách giải quyết vấn đề này. Họ đã thuê một nhà pháp sư và một nhóm nhà nghiên cứu siêu nhiên đến để tìm hiểu về nguồn gốc và cách giải thoát cho những linh hồn đó. Sau nhiều nỗ lực và cuộc truy lùng gian nan, họ cuối cùng đã tìm ra cách để giải thoát cho những linh hồn buồn bã, giải phóng ngôi nhà khỏi sự ám ảnh và đem lại bình yên cho gia đình Johnson cũng như cho khu vực lân cận. Từ đó, những tiếng động kỳ lạ đã không còn xuất hiện nữa, và ngôi nhà cổ kính đã trở lại yên bình nhưng không còn gì rùng rợn nữa. Các bạn cảm thấy câu chuyện của mình như thế nào? Hãy để lại bình luận, like, đăng ký và chia sẻ kênh cho mình nhé để xem và nghe những câu chuyện tiếp theo của mình nhé.